Quay lần hai, chào mọi người, lại là tôi đây. Đã một tuần rồi, mình bắt đầu này đi xem trở lại. Hãy đi chúc mình làm những cách kia tập mệnh. Mình chuyển chủ đề review phút review nha. Mình đã nhìn có một gói trên nhà xưa. Mình hẹn như này, một nhà cái bếp đêm bạc. Một người gói từ trước rồi mà ăn hết cho mẹ và chị gói. Một món này, lấy điện thoại ra quay. Ở đây bóc một bánh nhé. Thường kết cấu của đây ăn thì đầu tiên cảm nhận thấy nó khá là mềm, nó kiểu những đồ ăn đông lạnh ấy. Ăn đầu tiên tôi đã biết cay rồi, mình cũng không ăn được cay, nhưng mà phải để làm video chấp nhận chút khó khăn được khác mắt hơn là cái khác đấy. Vâng, toàn hết cả mồ hôi để thôi nhé, ăn ít thôi nha, ăn nhiều phòng hết hồn ấy. Mình nếu mà phải chọn ấy, giữa một đĩa tôm sẵn và một đĩa trứng gà Đấy, ngại quá, nó hết một phát luôn. Ngon quá biết làm sao được. Vừa là sẽ phá nổ luôn rồi. Thôi nha, thôi, 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 th